Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tham tán thương mại 2016. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến tham dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 với mục đích quán triệt và triển khai ngay các chỉ đạo của Đại hội Đảng và Chính phủ đối với việc đẩy mạnh các hoạt động ngoại thương trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác thị trường nước ngoài và xúc tiến thương mại nhằm góp phần tăng cường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến với các nước trên thế giới. Hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng tối đa các lợi thế mà các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết với các đối tác. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đề nghị các tham tán thương mại tham gia đóng góp ý kiến đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương trao đổi với các doanh nghiệp các giải pháp, góp phần cùng ngành công thương hoàn thành đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về công tác thị trường nước ngoài, nhiệm vụ và hoạt động của các thương vụ về các lĩnh vực liên quan như công tác hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại, cạnh tranh, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp và các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu.